Phượng chi gần nửa tỷ mua nhẫn và vòng tay để vợ đeo trong lễ đính hôn. Trong lễ đính hôn bí mật vừa qua, Công Phượng đã mua bộ trang sức có tổng giá trị lên đến 412 triệu đồng dành tặng cho người vợ Viên Minh. Buổi lễ đính hôn của Công Phượng, Viên Minh được tổ chức một cách kín đáo, trong không khí ấm cúng chỉ có hai bên gia đình và những bạn bè thân thiết, không công khai trước truyền thông. Bởi vậy mà mọi nhất cử nhất động của Công Phượng và bạn gái Viên Minh càng khiến nhiều người tò mò. Ngoài nhân vật chính, khách mời tham gia thì những gì liên quan đến cặp đôi Phượng Minh đều gây chú ý. Không chỉ váy cưới thanh lịch của cô dâu, cặp nhẫn và vòng tay mà cặp đôi đã đeo trong buổi lễ cũng khiến rất nhiều người suýt xoa, tò mò về giá trị của chúng. Được biết, nhẫn đính hôn của Công Phượng Viên Minh là đôi nhẫn trong bộ sưu tập lớp của nhãn hàng trang sức nổi tiếng toàn thế giới Cartier. Cặp nhẫn này do một nhà thiết kế người Ý sáng tạo dựa trên cảm hứng từ tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, trên mỗi chiếc nhẫn đều có họa tiết dấu vít, thể hiện sự gắn bó bền chặt của các cặp đôi khi họ đã sẵn sàng về chung một nhà. Theo tiết lộ, giá của cặp nhẫn lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, Công Phượng còn chịu chi khi mua cả một cặp vòng tay đôi của cùng thương hiệu Cartier và trưng diện trong buổi lễ. Chiếc vòng tay có kiểu dáng đơn giản, tinh tế, không có quá nhiều đường nét cầu kỳ và có hình oval ôm trọn lấy cổ tay. Được biết, cặp vòng tay đeo này có giá 312 triệu đồng. Thương hiệu Cartier đến từ Pháp đã có tuổi đời 167 năm và được xem là huyền thoại trong giới trang sức. Trước đây, thương hiệu này sản xuất ra các sản phẩm chỉ dành cho những người phụ nữ trong giới quý tộc, giàu có. Còn ngày nay thì các sản phẩm của Cartier hướng đến người sử dụng là các ngôi sao nổi tiếng. Trong lễ đính hôn, cô dâu Viên Minh cũng được bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tặng thêm bông tai, dây chuyền vàng làm quà cưới. Bó hoa nhỏ xinh vợ Công Phượng cầm trong lễ đính hôn, giá hàng chục triệu đồng. Cặp đôi Công Phượng Viên Minh đã chọn hoa cải áo, hoa cầm tay là linh lan trắng, biểu tượng của tình yêu, may mắn nhưng có giá thành không hề rẻ. Trong ngày trọng đại, cô dâu Viên Minh diện váy cưới tối giản theo xu hướng thời trang thập niên 1950-1960. Đặc biệt, hoa cầm tay, hoa cài áo của cặp cô dâu chú rể là do chính chú cô dâu, một chuyên gia hoa quốc tế lựa chọn. Hoa linh lan có vẻ ngoài giống quả chuông, hiện chưa được trồng ở Việt Nam và các nước nhiệt đới, nên bó hoa cô dâu Viên Minh cầm chính là hoa nhập khẩu. Sở dĩ loài hoa nhỏ nhắn này được nhiều cặp đôi lựa chọn trong đám cưới bởi thông điệp của nó. Những đóa hoa nhỏ nhắn mang vẻ đẹp thuần khiết là biểu tượng của tình yêu, sự trở về của hạnh phúc. Linh lan được coi là hoa mọc từ nước mắt của nàng Eva sau khi ăn trái cấm và bị đuổi khỏi thiên đàng xuống hạ giới. Nước mắt của nàng đã hóa thành những đóa hoa linh lan, vì vậy hoa còn có tên gọi là nước mắt của mẹ. Do đó, các cặp uyên ương đã chọn linh lan làm hoa cưới như một lời ước hẹn trăm năm. Linh lan có mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu, có tác dụng tốt trong y học. Linh lan là quốc hoa của Phần Lan, mùa hoa rơi vào khoảng tháng 5. Vì vậy, vào ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm, trên đường phố các nước châu Âu, linh lan được bán hoặc tặng để đem lại may mắn cho người sở hữu. Hoa mong manh y như tên gọi, chỉ sử dụng được một lần duy nhất trong tiệc cưới và cần đặt trước ít nhất 15 ngày. Một bó hoa linh lan thường có 100-150 cành, có chi phí dao động tùy thời điểm từ 18-30 triệu đồng mỗi bó. Tuy hôn lễ có phần giản dị, gần gũi, mộc mạc, nhưng tiệc đính hôn sang trọng được tổ chức trong khách sạn 5 sao ở thành phố Hồ Chí Minh hay chỉ nguyên bó hoa cầm tay của cô dâu được nhập khẩu từ nước ngoài đã cho thấy sự cầu kỳ của Công Phượng, Viên Minh chuẩn bị cho ngày chung đôi của mình. Soi chiếc váy cưới đầy tinh tế của vợ Công Phượng trong lễ đính hôn. Trong lễ đính hôn, Viên Minh và Công Phượng đều lựa chọn áo dài cưới truyền thống màu trắng với họa tiết được thêu nổi. Còn trong bữa tiệc sang trọng diễn ra vào tối cùng ngày, Viên Minh lộng lẫy bước vào lễ đường với chiếc đầm đuôi cá cách điệu. Vai áo được kết từ chất vải mỏng, tạo thành hình nơ bướm to bản phía sau lưng. Cô dâu Viên Minh khoác lên người bộ váy cưới nhẹ nhàng, đơn giản, với thiết kế trễ vai, form dáng ôm nhẹ nhàng tôn vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn của cô dâu, đi kèm với chiếc nơ to bản phía sau lưng. Viên Minh búi tóc nhẹ nhàng, khoe trọn bờ vai trần và phần cổ cao thanh mảnh. Nhờ vậy, nhìn vóc dáng của cô dâu cũng cao ráo, thanh thoát hơn thực tế rất nhiều. Trong khi nhiều cô dâu nổi tiếng chọn những thiết kế váy cổ tích bồng bềnh với những chi tiết đắt giá xa xỉ, thì váy cưới của Viên Minh tối giản tất cả nhưng vẫn đẹp đến lịm tim. Thiết kế được may đo theo số đo của cô dâu với mức giá không quá đắt đỏ. Bộ váy làm được từ chất liệu sa tanh lụa Hàn Quốc, có độ bóng mờ,
thiết kế mọi chi tiết cầu kỳ, chỉ tập trung vào form dáng. Thậm chí, nhà thiết kế nổi tiếng còn tiết lộ mẫu váy này có giá thuê là 35 triệu đồng, chứ không phải vài trăm triệu như nhiều cô dâu nổi tiếng khác.